Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tỉnh Hưng Yên đạt được những kết quả vượt bậc. Tiếp nối kết quả này, tỉnh Hưng Yên đề ra mục tiêu phấn đấu những năm tiếp theo sẽ lọt vào top 10 địa phương có chỉ số PCI cao nhất cả nước. Sau 2 năm thực hiện đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2021-2025 với quyết tâm chính trị cao độ và nhiều giải pháp quyết liệt hiệu quả. Chỉ số PCI của Hưng Yên từ hạng 53 đã vươn lên hạng 14, xếp vào nhóm tốt của cả nước, vượt mục tiêu đề ra. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, thu hút hơn 200 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 6,8 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 60% kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025. Tuy vậy, một số chỉ số thành phần vẫn ở mức rất thấp hoặc bị giảm điểm. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu những năm tiếp theo, chỉ số PCI của Hưng Yên lọt vào top 10 cả nước. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được đề ra là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các khu cụm công nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng thực hiện các thiết chế pháp lý và đảm bảo an ninh trật tự.